không gian ngừng trôi, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kỳ bước sau cho tàu đừng đi. Bay bay tắt xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đây, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi lối, tình trăm nghìn mũi trong theo một bóng người. Tà hương cuốt trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về. Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Giờ này em quay buổi sáng cho nên là quá trời tạp âm nó ồn rồi quý vị. Quý vị chịu khó theo dõi ha. Thì trước mắt quý vị và các bạn là đô la Bioneer CS3000A. Đấy, đây là một cái đô la rất là hay của hãng Bioneer và nó cũng là khá hiếm trên thị trường, khá ít trên thị trường quý vị. Với cái thiết kế nhìn cái chung là nhìn cực kỳ hầm hố quý vị. Cái chung to như thế này, chà bá như thế này, chép đơn chép khế nha. Cái gân rất là mềm luôn quý vị. Và cái mũi hình xoắn ốc nha. Chung rất đặc trưng của CS3000, màu mặn đỏ. Đô la này nó rất là gấu quý vị. Bát 30cm nha, bát 30cm. Đô la nặng 33kg quý vị. 33kg một cái nha quý vị, em xin lỗi. 33kg một cái, cả đôi là 66kg. Đô la này có chiều cao là 63cm nha, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 33cm nha quý vị. Cái nội thất của loa này nó cực kỳ gấu nha. Cái cụ từ này nó phản dày luôn nè quý vị. Quý vị tháo ra nó phản dày luôn nè, cụ từ này gần bằng cái mặt trước của cái bát luôn. Đấy rồi, các chi tiết nhau rất là đẹp ha. Chung cũng vậy quý vị, cụ từ có lớn gì nè, chép như vậy. Rất là đúng. Cho nên là nó làm cái đô la này nó nặng, rất là nặng ha. 33kg một thùng. Hành quách góc cạnh đây quý vị ha, có chạy đây ha, chạy đi đấy. Chỗ góc này có sơn dặm lại góc này ha, đẹp, anh chỉ rõ luôn, còn lại là đẹp hết, zin hết nha quý vị, nguyên zin, loa rất là đẹp luôn quý vị. Có các cái chỉnh chức năng ở đây, phía trước thì có hai tinh chỉnh chung và chép ở phía trước rồi ha, đấy. Rồi nút này nút phay nhôm luôn nha, chứ không phải nút thường. Rất là đẹp quý vị. Các cái đèn xi này còn rất là đẹp luôn ha. Rồi, là bên đây. Mặt trước đây. Rất chi là đẹp nha quý vị ha. Quan trọng là các cái viền này. Đấy, còn đẹp hết ha. Đấy, các cái nút tinh chỉnh này còn rất là đẹp luôn. 3000A. Rồi, quay qua đây. Màu mặn đỏ, đỏ mặn ha. Đây quý vị. Rất là đẹp luôn ha. Thành quách góc cạnh nha quý vị, vuông thành sắc cạnh ha, rất chi là đẹp. Công suất 100W, 80 ohm. Thùng này thì góc cạnh còn quá đẹp đi. Chung đo này đẹp 80% nha quý vị, rất đẹp. Dòng này thì quý vị nhìn cái độ chất của nó, quý vị lại sờ cái thùng thôi quý vị thấy loa nó chất thế nào rồi.
mà quý vị lại bê nó lên một cái nữa mới thấy cái lon nó chắc nữa, cực kỳ quý vị, cực kỳ chắc. Thì trước rất là đẹp nha. Đây, chung đô la này khá xuất sắc nha quý vị, khá xuất sắc. Đây quý vị quay phía trước cho quý vị xem ha, xuất sắc rồi. Ngoại trừ như có một cái vết chày gì đó với cái góc này có sơn nhẹ lại thôi ha, làm chỉ rõ cho quý vị luôn. Đó, với mức giá rất là hợp lý quý vị. Đô la này thì bên shop em giao lưu đến quý vị và các bạn với mức giá là 14 triệu 9 nha, bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị luôn. Giá này thì quý vị không tìm đô la được đâu. Đô la này nó chuyển đi chứ cũng 400-500 ngàn đó quý vị. 14 triệu 9 mà bao ship toàn quốc cho quý vị luôn là cực kỳ tốt luôn quý vị. Đô la này thì giá thị trường thì quý vị đã biết rồi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.